Xin kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ năm, 22 tháng 7 năm 2021, lễ kính thánh Maria thành Magdala. Đoạn tin mừng của chúng ta hôm nay là tin mừng theo thánh Gioan chương 20 từ câu 1 đến câu 18, kể lại câu chuyện chị Maria thành Magdala. Sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, chị ra ngôi mộ của Chúa Giêsu để khóc thương vị thầy yêu quý đã bị giết chết một cách oan uổng, và Chúa Giêsu đã phục sinh, xuất hiện ra với chị, nhưng chị không nhận ra. Chị Maria ra mộ để khóc, khóc với cái xác của thầy. Nước mắt khóc thầy cũng là khóc cho chính mình, tủi thân, đau khổ, xót xa, cảm thấy từ nay mình không còn ai để có thể đi theo, để có thể được nâng đỡ, để có thể được hướng dẫn. Chị Maria khóc, khóc hiểu theo cái nghĩa khóc chảy nước mắt ra bên ngoài, mà cũng là khóc ở bên trong, khóc nhiều đến nỗi nước mắt ở bên trong cũng như bên ngoài làm nhòa đôi mắt của chị, mà làm cho chị không nhìn ra thầy của mình đã phục sinh. Chị vẫn cứ đinh ninh thầy chết là chết luôn rồi, không thể nào có cái chuyện mà được phục sinh. Nên bây giờ thầy Giêsu hiện diện trước mặt chị bằng xương bằng thịt, vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ đó, vẫn giọng nói đó, nhưng chị vẫn không nhận ra. Chị lại tưởng đó là người làm vườn. Chị năn nỉ: ông ơi, ông có biết người ta lấy xác thầy của tôi để đem đi đâu? Xin chỉ cho tôi sẽ mang xác của thầy tôi về. Và thầy Giêsu đã gọi đúng tên của chị, đích danh chị, Maria. Chị đã bừng tỉnh, đôi mắt nhòa lệ của chị đã bừng lên niềm vui. Có lẽ là cũng vẫn tiếp tục khóc, nhưng mà khóc trong niềm vui. Mà khóc trong niềm vui thì thấy rõ lắm, sáng lắm, mừng vui lắm. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta ngày hôm nay, già trẻ lớn bé, người giàu cũng như người nghèo, người đàn ông hay như đàn bà, tất cả chúng ta khóc nhiều lắm. Chúng ta khóc vì lo, khóc vì buồn, khóc vì sợ hãi, khóc vì đau khổ, khóc vì tủi thân. Lo là bởi vì mọi sự chung quanh ta gần như vượt khỏi tầm tay, vượt quá sức của ta. Ta không còn có thể lo liệu được về tiền bạc tài chánh, về sinh kế, về sức khỏe. Ta không còn có thể lo cho vợ chồng con cái, cha mẹ già của chúng ta có được một đời sống tương đối ở mức tối thiểu thôi cũng không được. Chúng ta buồn vì chúng ta mất nhiều quá, có khi gầy dựng cả đời mà chỉ trong phút chốc trắng tay. Nếu có đi làm thì xét cho cùng chúng ta đang bị bóc lột tối đa, mà trả lương cho ta thì tối thiểu. Ta cũng đang sợ hãi nhiều chuyện lắm, ta thấy mình quá yếu, quá mong manh, quá thiếu thốn. Ta sống lương thiện mà không yên thân được. Một cổ hai ba chồng bị bóc lột, bị bất công, mất bình an, mất an toàn, mất đất, mất nhà, mất sự cả tự do. Và chúng ta khóc. Chúng ta có thể vẫn chạy đến với Chúa Giêsu, chạy đến Đức Mẹ, vẫn cầu nguyện, nhưng mà vẫn khóc, chưa thấy con nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của lòng tin. Chúng ta khóc, mà chúng ta lắm khi chỉ chạy đến với Chúa Giêsu, chạy đến với Đức Mẹ, với các thánh như là một liệu pháp về tâm lý để tự an ủi mình, để xoa dịu những nỗi đau của mình cho nó qua ngày tháng. Nhưng mà cái nước mắt đó làm cho chúng ta nhòa lệ và không nhìn thấy Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong đời của ta,
Chúa Giêsu ở ngay bên cạnh ta, Chúa Giêsu ở trước mặt ta, Chúa Giêsu ở trong lòng của ta, Chúa Giêsu ở trong thánh lễ mà chúng ta nghe lời, tin mừng và rước lấy mình máu thánh của Ngài. Chúa Giêsu ở trong bí tích hòa giải, vẫn luôn tha thứ và nâng đỡ, sửa đổi, chữa lành cho chúng ta. Chúa Giêsu ở trong mọi cuộc hành hương, Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta trong từng cái nỗi lo, nỗi sợ, nỗi buồn, nỗi tủi thân ấy của cuộc đời. Nạn dịch Covid đã đang xảy ra và chúng ta cảm thấy hoang mang, không biết bấu víu vào đâu, lo sợ, rồi chúng ta cũng lại khóc, có khi không móc khóc ra nước mắt bên ngoài nhưng mà khóc ở bên trong. Thưa anh chị em, có một ai đó đã thống kê, đã tổng kết là trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, Thiên Chúa rồi sau này là Chúa Giêsu có nhắc đến cái cụm từ là đừng sợ, don't be afraid, ne paper. Đó là cái cụm từ đó được nhắc đến và thống kê được 365 lần. Y như thể là chúng ta có 365 ngày trong một năm, thì cứ hễ mở mắt ra, thức dậy sau một cơn ngủ mệt nhoài, lo lắng, thì có tiếng nói của Chúa vang lên: đừng sợ, can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, đừng sợ. Có những cái nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ nó vẫn cứ đang vây bủa chúng ta, nó đang đè bẹp chúng ta, nó tầm kéo chìm nghiệm chúng ta xuống. Nhưng mà tiếng của Chúa thì lại vang lên, trỗi vượt lên tất cả, để mà đỡ ta đứng dậy. Can đảm lên, đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian, đừng sao xuyến. Đạo của chúng ta xét cho cùng là đạo của niềm vui, đạo của màu hồng. Chúng ta cần phải sám hối, nhưng mà là sám hối trong niềm vui, bởi vì tin chắc rằng chúng ta không bị trừng phạt, tin chắc rằng chúng ta không bị đọa đày, bị xua đuổi, nhưng chúng ta được lòng Thiên Chúa xót thương và tha thứ. Nghĩ như vậy, tin như vậy rồi, chúng ta cũng vẫn có thể khóc, nhưng mà cái khóc đó là cái khóc mừng vui, bởi vì chúng ta có một bờ vai Giêsu cho chúng ta nương nhờ, chúng ta có một cõi lòng của Chúa Giêsu để chúng ta tan chảy vào trong đó, chúng ta có một bàn tay của Giêsu nắm lấy và dắt chúng ta đi ngang qua tất cả những nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ, dắt chúng ta đi ngang qua cái đại dịch Covid này. Chúng ta nhớ đến tất cả mọi người và cầu nguyện với họ, cầu nguyện cho họ bằng một kinh kính mừng, xin Mẹ dắt chúng ta về với Chúa Giêsu để chúng ta không còn khóc trong nỗi tuyệt vọng nữa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.